Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh Moto. Honda giới thiệu phiên bản mới cho bản xe CBR 150R được Honda Việt Nam chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2021. CBR 150R đã tạo điểm nhấn với phân khúc xe côn tay bằng những thay đổi đột phá vượt xa sự mong đợi của khách hàng. Bên cạnh thiết kế tổng thể với những đường nét có độ nhô về phía trước tựa như một tay đua luôn luôn sẵn sàng xuất phát trong mọi cung đường TBR 150R tiếp tục gây ấn tượng với các hàng loạt trang bị, điểm nhấn độc đáo, hệ thống đèn led tối ưu tách thành hai tầng với chức năng riêng biệt, đèn sáng ban ngày ở phía trên và đèn cốt pha ở tầng dưới, mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. Màn hình LCD sắc nét được bố trí hiển thị các thông số kỹ thuật cho người điều khiển dễ dàng quan sát khi vận hành. Giảm sóc hành trình ngược xe down, thể thao sơn mạ vàng giúp toàn bộ phía trước của xe trở nên cứng cáp. Bình xăng phía trước và ốp hông được tạo hình sắc nét, sự gọn gàng và độ thoáng cho góc lái, giúp người điều khiển có thể thoải mái di chuyển và khám phá mọi cung đường thành thị. Diện mạo của CBR 150R 2023 được phối màu bắt mắt hơn, mang lại hình ảnh khỏe khoắn cho người cầm lái. Được định vị là một dòng xe linh hoạt cho người mới lái và cả những tay đua đầy kinh nghiệm. Trái tim của CBR 150R được các kỹ sư của Honda đặt vào khối động cơ dung tích là 150 cc, xi lanh đơn, trục cam đôi, DOHC, hộp số 6 cấp làm mát bằng dung dịch, có khả năng sản sinh công suất cực đại lên đến 12,6 kW tại 9.000 dòng trên phút và mô men sáng cực đại là tầm khoảng 14,4 Nm tại 7.000 dòng trên phút. CBR150R luôn làm hài lòng hỷ thiếu của số đông khi được trang bị những tiện ích an toàn vượt trội điểm nhấn nổi bật trên thế hệ là hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả bánh trước và bánh sau giúp người lái an tâm di chuyển và tự tin trong mọi tình huống và hơn thế nữa hệ thống đèn led cảnh báo đột ngột ISS đã và sẽ báo cho các phương tiện phía trước và phía sau có thể kịp thời phản ứng trong trường hợp xe phanh khẩn cấp bình xăng với dung tích lớn tầm khoảng 12 lít ấn tượng giúp khách hàng luôn luôn tự tin trong mọi chuyến đi xa. Bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều tiếp tục được trang bị trên CBR150R giúp giảm hiểu tình trạng trượt và khóa bánh do phanh động cơ gây trong tình huống khẩn cấp chuyển số đột ngột, tạo sự tự tin và di chuyển trên mọi cung đường và điều kiện giao thông ở thành thị. Ở phiên bản mẫu xe tacon CBR150R 2023 chính thức được bán ra thị trường vào ngày 23 tháng 4 năm 2023 với mức giá đề xuất như sau phiên bản thể thao màu đỏ với mức giá đề xuất là 73 triệu 790 ngàn với phiên bản đặc biệt màu đen xám với mức giá đề xuất là 73 triệu 290 ngàn và cuối cùng là phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ đen với mức giá đề xuất là 72 triệu 290 ngàn mức giá trên đây là chưa bao gồm VAT anh em đừng quên nhấn like subscribe kênh mình sẽ cập nhật nhiều trên khuyến mãi và nhiều mức giá cụ thể hơn của cbr năm r phiên bản năm 2022 khi mà về đại lý dành cho anh em nha Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại